Chúng ta biết là một số người đến với cuộc đời của bạn đó thì giống như chiếc lá của cây ha, tôi gọi họ là người lá. Họ chỉ ở với bạn theo mùa và bạn không thể phụ thuộc vào họ hoặc tin cậy họ được, bởi vì họ yếu ớt và chỉ có thể làm cho bạn mát mẻ một cách tạm thời. Họ giống như là những chiếc lá, họ chỉ ở với bạn và lấy những gì họ cần. Chúng ta biết là chiếc lá nó sẽ hút cái chất dinh dưỡng để nó có thể ở trên cành, đúng không? Và ngay khi bạn gặp hoàn cảnh không thuận lợi, như là trời trở lạnh hơn, gió thổi mạnh hơn vào thời điểm nào đó trong đời bạn, thì họ giống như những chiếc lá, họ rời khỏi bạn. Nhưng mà bạn không thể giận họ, vì họ là như thế, họ là những chiếc lá. Loại người thứ hai đến với bạn tôi gọi là người nhánh. Chúng ta biết là trong cuộc đời cũng có một số người đến với bạn giống như những nhánh cây. Tất nhiên là họ mạnh mẽ hơn người lá, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận với họ. Họ có thể ở bên cạnh bạn trong nhiều mùa, nhiều cảnh, nhiều phen. Nhưng khi bạn phải đối mặt với một số cơn bão cuộc đời cần phải vượt qua, thì bạn có thể mất họ. Nhất là khi mà cái hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, họ có thể bị bẻ gãy. Mặc dù họ mạnh mẽ hơn lá, bạn vẫn phải thử nghiệm họ trước khi bạn có thể tin cậy và trao cho họ một số gánh nặng về trách nhiệm. Và trong hầu hết trường hợp thì họ không thể mang nhiều gánh nặng, vì sự giới hạn của nhánh cây, nó có thể bị giòn, bị gãy vì sức nặng của gánh nặng. Nhưng một lần nữa, bạn không thể nổi điên lên với họ, vì họ là như thế, họ là những nhánh cây, đúng không? Họ là người nhánh, họ là những nhánh cây. Và loại người thứ ba tôi tạm gọi là người rễ, đúng không? Nếu như bạn thật sự có thể tìm ra ai đó giống như là rễ của cây, nghĩa là bạn đã tìm đúng một người đặc biệt như là rễ của cây, rất khó tìm thấy họ, bởi vì họ không cố gắng tỏ ra cho mọi người thấy. Sứ mệnh của họ là để giữ cho bạn đứng vững, giúp bạn sống một đời sống mạnh mẽ và lành mạnh. Nếu bạn vui mừng, họ hạnh phúc. Nếu bạn đau khổ, họ chia sẻ. Họ đứng đằng sau và không để thế giới biết họ đứng đằng sau bạn. Và nếu bạn phải trải qua những cơn bão trong cuộc đời, họ ở đó để giữ cho bạn thẳng đứng. Sứ mệnh của họ là giữ cho bạn đứng vững vàng, mạnh mẽ, nuôi dưỡng bạn, cung cấp cho bạn nước khi bạn khát, vân vân. Và cái rễ đôi lúc có vẻ như để mặc bạn với sóng gió. Khi lá đã xa và nhánh đã gãy, bạn trông héo úa, cô độc, đơn côi trước phong ba bão táp. Nhưng cái rễ vẫn âm thầm bơm nhựa để giữ cho bạn sống. Bạn biết trong đời sống của chúng ta nó như là như một cái cây có nhiều nhánh và lá, nhưng chỉ có một cái rễ. Và bạn hãy nhìn vào đời sống, các mối quan hệ của chúng ta. Và để cụ thể hơn nữa, bây giờ tôi đề xuất với các bạn, tôi muốn thảo luận với các bạn là bạn hãy lấy cái danh bạ điện thoại của bạn ra để biết bạn có bao nhiêu lá, bao nhiêu nhánh và bao nhiêu rễ. Và đặc biệt, bạn là gì trong cuộc đời của người khác? Bạn là lá, là nhánh hay là rễ? Đúng không? Chúng ta phân loại người khác thì tự chúng ta cũng phải biết chúng ta là loại gì. Điều gì mà mình muốn người khác làm cho mình thì mình phải chủ động làm cho người ta trước. Và hãy phấn đấu để bạn luôn luôn là rễ. Người mạnh là người nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình. Đúng không? Và cho nên tôi ước ao bạn hãy luôn là rễ, bạn hãy luôn là rễ đối với người khác.